Kể từ năm học tới đây, môn lịch sử sẽ tăng thời lượng lên 52 tiết một năm học và trở thành môn học bắt buộc trong chương trình trung học phổ thông. Kế hoạch mới này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, môn lịch sử cấp trung học phổ thông sẽ có phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết cho mỗi năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Như vậy, thay vì là môn lựa chọn hoàn toàn, vì học sinh có thể không chọn học môn này như trong chương trình giáo dục phổ thông đã ban hành năm 2018. Tất cả học sinh trung học phổ thông năm học tới trở đi sẽ học đầy đủ 52 tiết học môn lịch sử bắt buộc mỗi năm học. Ngoài phần bắt buộc nêu trên, môn lịch sử còn có phần lựa chọn để dành cho những học sinh tự nguyện chọn học chuyên sâu theo hướng định hướng nghề nghiệp.